Xin chào quý khán giả đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một cặp nhà phố mới được xây dựng xong, nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của bộ đôi căn nhà mình. Cũng như bộ đôi căn nhà mình thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m2 và độ dài là 18m. Giúp kiên cố là 1 trệt và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có sân đậu xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng Tây Bắc, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Và mình sẽ chiếu sơ qua cái khu nhà lầu và di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng về một bộ đôi căn nhà. Thì đã có một căn bên tay phải đã được anh chị chủ nhà vô nội thất. Nhưng mà căn bên tay phải thì anh chị chưa dọn dẹp cho nên đang hơi dơ. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn bên tay trái để gửi đến cho khách hàng. Và chỉ với giá 6 tỷ 950 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh thì khách hàng có thể sở hữu cho mình một trong hai căn nhà đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có một cái khoảng sân khoảng 3m mình để xe gắn máy. Cũng như khoảng sân này thì hai bên mình được ốp gạch đá cao lên khoảng 2m. Và phía bên trên này thì cũng chuẩn bị anh chị sẽ lập cho mình một cái mái ở phía bên trên này. Đây là khu vực không gian khoảng sân ở phía bên ngoài. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực ở phòng khách của căn nhà. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly. Căn nhà mình thì được thiết kế với hai lớp cửa. Và căn nhà mình thì được thiết kế xây lệch tầng. Trên là khu vực ở dưới tầng trệt này thì mình cũng có thể sử dụng làm phòng khách hoặc là gara để xe hơi nếu nhà mình có xe hơi. Thì khu vực phía trên tầng lệch tầng thì mình sẽ sử dụng để làm phòng khách. Và căn nhà mình thì được thiết kế với 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Đây là khu vực cầu thang căn nhà. Thì trụ cầu thang, tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Đối diện cầu thang thì mình cũng có một cái tủ rượu được làm bằng gỗ cam xe và di chuyển là khu vực phía sau là không gian phòng bếp căn nhà. Thì căn nhà mình nó có diện tích ngang 4m2 và độ dài là 18m. Cho nên là căn nhà mình được thiết kế phòng khách, phòng bếp, gara xe hơi căn nhà rất là rộng. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế lệch tầng. Để mình có xe hơi thì mình có thể để vào bên trong căn nhà mình rất là thoải mái. Di chuyển là khu vực phía sau là mình sẽ đến với khoảng không gian giếng trời ở phía sau. Và kế bên thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh rất là rộng để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, phòng bếp, gara xe hơi, dưới trệt của căn nhà. Đây là khu vực nhà vệ sinh của căn nhà mình. Căn nhà này thì đang được anh chị chủ nhà chuẩn bị vô nội thất để tặng kèm lại cho khách hàng. Chỉ với giá hơn 6 tỷ thì khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về cho Nhà đất Hoàng Tiến để được Nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem, cũng như để khách hàng có thể sở hữu cho mình một trong hai căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế lệch tầng để mình có xe hơi, mình có thể để những khu vực phía bên dưới rất là thuận tiện. Cũng như khu vực không gian phòng khách thứ hai căn nhà thì mình cũng được thiết kế là có nhà vệ sinh để gia đình mình có nhu cầu muốn sử dụng làm phòng ngủ, phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình thì đều được và rất là thuận tiện. Và mỗi phòng ngủ căn nhà mình thì sẽ có một cái nhà vệ sinh rất là rộng.
Và bên trong nhà vệ sinh căn nhà mình thì đã có sẵn hệ thống lavabo vặn cầu, vòi sen tắm, cũng như khu vực phía sau thì mình có một cây giếng trời để lấy gió và ánh sáng. Đây là khu vực lệch tầng của căn nhà. Mình có thể làm phòng khách phía bên trên này và mình cũng có thể quản lý được cửa dưới, khu vực cửa phía dưới. Rất là thuận tiện. Và di chuyển là khu vực phía trước căn nhà là mình sẽ đến với lại không gian phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía trước căn nhà. Thì toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm bằng gỗ sồi và sàn nhà mình được lót gạch đá. Cũng như không gian nhà vệ sinh căn nhà mình thì có vòi sen tắm, massage, hệ thống lavabo vặn cầu. Phía trước phòng ngủ căn nhà thì mình sẽ có cửa để đi ra ban công phía bên ngoài, lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Cũng như mình có một cái cửa sổ và một cái cửa đi ra ban công. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước, phòng ngủ số 1 của căn nhà. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình, chỉ hơn 6 tỷ thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem. Một căn nhà đang có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 18m. Thì chỗ này mình đang có một cặp nhà mới được xây dựng xong, chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút xíu thôi là quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà. Sẽ được anh chị chủ nhà sắm nội thất cho mình cũng như đóng nội thất cho mình. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, cũng như căn nhà mình thì đang có hướng là hướng Tây Bắc, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Tây Thế Trạch. Căn nhà mình thì nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sát bên là chợ Phạm Văn Bạch và rất là gần với lại nhiều tiện ích như chợ, trường và siêu thị. Trục đường Phạm Văn Bạch thì kết nối giữa đường Trường Chinh qua bên trục đường Quang Trung của quận Gò Vấp, rất là thuận tiện để mình di chuyển về trung tâm thành phố cũng như qua các quận lân cận. Và căn nhà này thì được anh chị chủ nhà thiết kế để mình có xe hơi thì mình có thể để vào bên trong căn nhà mình. Cũng như căn nhà này thì đã có sổ hoàn công đầy đủ và khi khách hàng mua căn nhà này thì khách hàng chỉ ra công chứng sang tên là về nhận nhà vào ở ngay, chỉ với giá hơn 6 tỷ là khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà được xây dựng rất là đẹp. Và căn nhà mình thì được xây mới, không gian phòng ngủ cũng như phòng khách, phòng bếp, gara xe hơi rất là rộng rãi. Với một căn nhà cũng như một cặp nhà mới được xây dựng mới nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch, phường 15 quận Tân Bình và chỉ với giá hơn 6 tỷ thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về cho nhà đất Hoàng Tín để được nhà đất Hoàng Tín đón khách hàng đi xem, cũng như để khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch, một cái vị trí cực kỳ là đẹp. Và căn nhà này thì nằm sát với lại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ở phía sau sân bay Tân Sơn Nhất là đường Phạm Văn Bạch và mình có thể di chuyển qua các quận lân cận như quận Tân Bình, Tân Phú, quận Gò Vấp và Bình Thạnh, cũng như về trung tâm thành phố thì rất là gần, khoảng 15-20 phút là mình đã về đến được trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và mình chỉ cần 10 phút là mình đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là khu vực sân thượng phía trước và bên trong là phòng thờ, cũng như phía sau căn nhà là sân phơi, phòng giặt và sân phơi. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.